Trước tiên thì xin chào lại tất cả mọi người đã vào sau trong cái buổi live tối nay, và tiếp theo thì cũng xin cảm ơn anh Minh Giang đã có một bài phân tích rất là rõ, rất là chi tiết về cái khái niệm mà chúng ta có thể hiểu tổng thể là nhân quyền, đúng không ạ? Giống như câu chuyện mà khi những cái tay YouTuber hay những cái tay mà gọi là gắn cái mác nhà báo này nhà báo nọ của cái đám chống phá ở bên bên bản á, bên bản á, thì họ đặt vấn đề, đặc biệt là như cái tay cụ bất cụ bơ Nguyễn Hồng Phúc ở phố Bô Sa, đúng không? Đó. Như thế nào họ đã đặt vấn đề là tại sao câu chuyện như vậy mà không có báo chí, không có cái này cái nọ vào tham gia, thì anh Minh Giang đã chia sẻ rất là rõ, đúng không? Cái gì nó liên quan tới an ninh quốc gia thì nó thuộc một cái vấn đề riêng, không riêng gì Việt Nam cả, ngay cả nước Mỹ cũng vậy đó. Như mọi người thấy rồi, cái vụ mà tòa tháp đôi năm 2001 cũng vậy, thì không biết có anh YouTuber hay nhà báo nào vào được tham gia để gọi là đưa tin, hoặc là khi mà những cái chính phủ Mỹ họ ra lệnh bắt một những số người để giam vào cái nhà tù Guantanamo đó, thì không biết có những anh YouTuber có tổ chức nhân quyền hay là những cái tổ chức HRW gì đó vào đó để gọi là làm việc mà gọi là lên tiếng nhân quyền cho những người đó hay không, nên chúng ta sẽ rất là rõ, thấy không? Thì như cái chủ đề hôm nay thầy Quang nói là làm chủ đề là cái nhân quyền giả cày của cái bọn đế quốc Mỹ như thế nào, nó qua cái câu chuyện, qua câu chuyện mà nó vừa xảy ra ở Đắk Lắk. Thì như thầy Quang nói hôm nay thì những ngày gần đây chúng ta thấy là hồi nãy anh Thượng Nhất mới đề cập đó, đó là mà một người Tây, người nước ngoài và một cô gái là gốc Việt đã có cái cuộc tiếp cận vào cái địa phương ở dưới Đắk Lắk để họ làm những cái mục đích gì đó của họ, và họ buông ra những lời lẽ nó liên quan tới cái khẩu hiệu gọi là nhân quyền của cái tổ chức gì đó của họ đó, vân vân mây mây. Thì hôm nay mà Thanh Loan muốn làm chủ đề này thì rất mong sự chia sẻ của mọi người. Và để tiếp tục thì xin hỏi mọi người có ai có muốn chia sẻ gì thì xin gửi yêu cầu lên cùng chia sẻ với Thơ Quang ạ. Bởi vì thế này mọi người, từ cái chủ đề hôm nay đối với Thơ Quang á, thì Thơ Quang thấy nó quan trọng. Quan trọng là cái gì? Tức là chúng ta muốn Thơ Quang muốn mọi người cùng với Thơ Quang chúng ta lan tỏa cái điều này nó rộng ra để cho người dân Việt Nam họ thấy được cái thực chất và cái bản chất hai cái chữ nhân quyền á, của những cái tổ chức hải ngoại, và đặc biệt là từ những cái tổ chức họ mệnh danh là của chính phủ Mỹ gì đó họ muốn mang đến Việt Nam nó ra sao, để cho người dân Việt Nam có cái ánh nhìn nó rõ và nó thật hơn, tránh cho họ có sự ngộ nhận. Bởi vì chúng ta phải thừa nhận với nhau mà là có một thực tế rằng á, thì có một bộ phận người dân Việt Nam, đúng mà, thì chúng ta hay nói câu mà là me Mỹ, tức là cái gì Mỹ cũng giỏi, cái gì Mỹ cũng good, cái gì Mỹ cũng là ai lại hấp la cái. Thì qua những câu chuyện như thế này thì cũng rất mong họ sẽ nhìn lại, đúng không? Ở đây thực quan cũng không không phải là vấn đề là so sánh Mỹ với Việt Nam, nhưng mà là qua những cái câu chuyện cụ thể, nó cùng một cái vấn đề, nó cùng một cái tính chất, thì chúng ta sẽ đưa ra những cái dữ liệu, những cái bằng chứng để cho người dân thấy được rằng nước Mỹ họ hành xử như thế nào về vấn đề này. Ok, xin chào Trung. Ok, em chào anh Thơ Quang, chào cô chú anh chị đang theo dõi buổi live tối ngày hôm nay. Thì đầu tiên thì chúng ta cũng đã biết rồi, cái sự việc diễn ra vào đêm ngày 11 rạng sáng ngày 12 tháng 6, đúng không ạ? Thì vào ngày 11 tháng 6, đêm ngày 10 ngày 11 tháng 6 đó thì chúng ta thấy là vào khoảng cũng khoảng 1-2 giờ sáng gì đó. Bây giờ thì thông cáo báo chí chúng ta đều đọc rồi. Thì có một cái nhóm đối tượng không rõ danh tính, đúng không ạ, tấn công vào trụ sở của hai cái xã, đó là xã E Tiêu và xã E Cơ Tu của huyện Cư Quynh tỉnh Đắk Lắk. Thì hậu quả thì đã làm cho bốn chiến sĩ của lực lượng công an xã hy sinh, hai anh thì bị thương,
rồi một chủ tịch xã, một bí thư xã của hai xã, một chủ tịch xã Ea Tiêu thì phải, một bí thư xã Ea Tu, và ba người dân đã tử vong. Thì trong đó có một anh, một bạn rất là trẻ, như sinh năm 2000, thì và một anh là lái xe của cái xe xe như xe chở hàng của Điện Máy Xanh hay cái gì đó, hay Bách Hóa Xanh gì đó. Thì theo dõi thông tin thì chắc mọi người đã nắm được rồi, thì cái hậu quả để lại thì nó vô cùng là nghiêm trọng và đau xót. Và các cơ quan, tổ chức, cá nhân cũng đã kịp thời động viên những gia đình cán bộ chiến sĩ cũng như là người dân đã hy sinh, và thăm hỏi động viên đến các anh đã bị thương trong cái thời bình. Tuy nhiên là trong thời đất nước chúng ta đang hòa bình như thế này mà sự hy sinh của anh nói thật ra mà nói là thực sự rất là đáng tiếc, và cũng rất là chia buồn với gia đình của những cán bộ chiến sĩ đã hy sinh, cũng như là có lời hỏi thăm động viên chúc sức khỏe đến các anh đang bị thương để các anh sớm ổn định sức khỏe và trở lại công tác. Với cá nhân em thì em nhìn nhận như thế này. Ở đây đầu tiên là chúng ta phải khẳng định một điều là hiện nay Bộ Công an Việt Nam chúng ta, đó là người phát ngôn là ông Trung tướng Tô Ân Sô, đã thường xuyên cập nhật tin tức từ khi diễn ra vụ việc cho đến ngày hôm nay. Thì Bộ Công an đã thường xuyên cập nhật thông tin, thậm chí là có ngày 2-3 lần, đúng không ạ, trả lời phỏng vấn báo chí về nội dung của cái vụ án đó. Còn đến nay cái tội danh của các cái đối tượng này là gì thì Bộ Công an vẫn chưa công bố, chưa khởi tố, đúng không ạ, chưa công bố, chưa khẳng định là các đối tượng này là phạm tội gì. Bởi vì là trong quá trình điều tra, làm việc với các đối tượng thì từ đó các cơ quan chức năng, đặc biệt là các cơ quan công an, người ta sẽ căn cứ vào Bộ Luật Hình sự của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đấy, thì người ta sẽ làm việc và người ta sẽ căn cứ vào luật để người ta khởi tố các tội danh nó phù hợp với các hành động đó. Và các hành động đó thì chúng ta thấy nó cũng rất là dã man. Nó mất, cũng ta để nói là mất đi tính người rồi. Bởi vì tước đoạt mạng sống của một con người, đúng không ạ? Nó rất là man rợ, sử dụng súng quân dụng cũng có này, súng thể thao cũng có, rồi súng tự chế cũng có, rồi là dao, đúng không ạ, rồi là bom xăng. Đấy, là tấn công vào hai cái trụ sở của hai cái cơ quan cấp xã như vậy, thì chúng ta thấy là cái hành động nó rất là manh động, man rợ và mang tính chất là, theo cá nhân em thôi nhé, đây là cá nhân em, theo cá nhân em suy nghĩ thôi, thì nó mang tính chất như một nhóm khủng bố, một hành động như kiểu khủng bố vậy. Bởi vì anh sử dụng vũ khí, anh tấn công vào một trụ sở của một cơ quan, thì dĩ nhiên là hiện nay chúng ta cũng chưa biết là mục đích, nguyên nhân và ai là người đứng đằng sau, đúng không ạ, tổ chức hay cá nhân nào ở trong nước hay ngoài nước. Thì tất cả những cái thông tin đó hiện nay cơ quan chức năng vẫn chưa công bố, nên là em cũng không dám khẳng định một điều gì cả, mà chúng ta sẽ chờ cơ quan chức năng, người ta có chuyên môn, người ta làm việc thì người ta sẽ có những cái thông cáo báo chí để cho mọi người nắm. Thực ra cái thông tin này nó cũng đang rất là nóng từ ngày 11 tháng 6 đến nay. Cũng là một người dân sinh sống trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, thấy là cái đầu tiên ấy, khi mà nhìn vào vụ việc, chúng ta đánh giá cái hành động các đối tượng, đó là hành động gì? Đó là coi thường pháp luật, đúng không ạ? Coi thường pháp luật, coi thường cái thực hiện cái nhiệm vụ, đó là bảo vệ cái trật tự an toàn xã hội, cụ thể là các anh chiến sĩ công an cũng như là các cái vị chủ tịch bí thư, rồi là coi thường sinh mạng của người dân, đó là cụ thể là đã giết hại 3 người dân vô tội ở ngoài đường như vậy. Chưa kể là gì, chưa kể là còn bắt cóc con tin, là trong đó có cả những người anh là người đồng những anh lái xe tải là cũng bị chặn, đúng không ạ, bị chặn rồi bị đốt xe rồi cũng bị để mà xoay cái xe ngang đường để chặn lại, có nghĩa là hành vi của người ta là rất là coi thường pháp luật, và nó có sự tính toán, theo em nghĩ là có sự tính toán hoặc chuẩn bị trước, thì người ta hành động nó diễn ra hậu quả để lại thì nó rất là nghiêm trọng, nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái tình hình an ninh. Một cái đất nước mà có muốn không phát triển được hay không thì cái đầu tiên là tiên... Âm thanh bị đứt không hả anh nghe rõ chưa? Anh nghe nó như nó đứt khúc á,
Tức là nó giờ nghe rõ rồi, nó không biết mọi người dưới nghe thế nào, không biết do vấn đề ở đâu nó bị ngắt quãng ở chung. Thì không biết là cô chú ở dưới, cô chú anh chị ở dưới rõ không ạ? Thì có thể là cái âm thanh nó bị gián đoạn thì mọi người cho tín hiệu để em biết, nhưng mà em lại không đọc được cái comment, thì có gì anh Thơ Quang thông báo giúp cho. Thì em xin tiếp tục cái nội dung vừa rồi. Thì qua cái sự việc đó đó, cái sự việc diễn ra ở hai xã Ea Cơ Tu và Ea Tiêu của xã của huyện Cư Quynh, thì chúng ta thấy là cái hành vi của những cái đối tượng này nó rất là man rợ, đúng không ạ? Nó rất là máu lạnh, nó coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của tất cả mọi người, chứ không riêng gì của cán bộ chiến sĩ hay là của ai cả. Nó không phân biệt là ai cả, nó gặp là nó giết. Và chúng ta thấy ngay qua các cái phỏng vấn nhanh, đúng không ạ? Có nghĩa là qua cái buổi mà các cái phóng viên người ta đến, người ta gặp gỡ và người ta muốn tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến cái sự việc và cái chỉ đạo của những các cái đối tượng ở phía sau như thế nào đó. Người ta muốn làm nhanh cái tin tức để mà phản hồi kịp thời đến công chúng, thì chúng ta có thể thấy là những đối tượng này nó trả lời rất là bình tĩnh, đó là nó được giao cái nhiệm vụ là gặp ai thì là cũng chém cũng giết cũng đốt cả, có nghĩa là đốt sạch, phá sạch giết sạch, đó là cái tư tưởng cực đoan là như thế đấy. Thì cái đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là chúng ta thấy là cái việc các cái đối tượng này nó bắt cóc các con tin, nó bắt cóc con tin ở đây nó không những nó bắt cóc, nếu mà nói về sự mâu thuẫn dân tộc đi, đúng không ạ, theo như cái một số thành phần nó lên mạng nó nói đấy, nó gây chia rẽ, nó kích động mâu thuẫn dân tộc, thì nó bảo là mâu thuẫn, nếu mà xuất phát từ mâu thuẫn dân tộc thì chắc chắn là nó sẽ không bắt những cái người là đồng bào để mà nó uy hiếp tính mạng để nó làm con tin như thế. Và trong đó có những con tin là bị bắt, nó đưa đi 4 ngày liên tục, và nó yêu cầu dẫn đường, mà phải dẫn đường ở những cái nơi đường khô ráo sạch sẽ để tránh để lại dấu vết. Đấy, chúng ta thấy nó chuẩn bị rất là kỹ, đúng không ạ, rất là kỹ lưỡng, nó có kế hoạch rất là hẳn hoi đấy, vũ khí công cụ rồi là dao kéo các thứ nó chuẩn bị rất đầy đủ, bom xăng các thứ. Đấy là chúng ta thấy rất là rõ. Thì theo quan điểm của em nhìn nhận thôi, thì trước mắt thì Bộ Công an chưa đưa ra bất kỳ một cái kết luận nào là cái tội danh của các cái đối tượng này là gì, ai đứng đằng sau và mục đích nguyên nhân ra làm sao là chúng ta chưa biết. Thì chúng ta tiếp tục chờ cơ quan chức năng người ta làm việc để người ta làm rõ các cái nội dung, động cơ, mục đích cũng như là ai là người đứng sau tổ chức hay cá nhân tài trợ như thế nào, đúng không ạ, giật dây ra làm sao, chỉ đạo ra thế nào. Thì từ từ thì chúng ta sẽ cập nhật tin tức rồi chúng ta sẽ biết thôi. Thì chúng ta trở lại tại sao nó lại xảy ra cái vụ việc này ở Tây Nguyên. Thì nói thật với cô chú và anh chị là em là người dân sống ở Tây Nguyên rất là lâu rồi đấy, thì em thấy nó có cái vấn đề mà nó xuất phát nguồn gốc thì nó cũng rất là xa xưa rồi chứ không phải đến bây giờ đấy. Đó là gì? Đó là chúng ta đều biết là sau khi giải phóng xong đó, thì các tỉnh Tây Nguyên đó, nó được định hình đến như ngày hôm nay, thì nó gồm có 5 cái đơn vị hành chính cấp tỉnh, có nghĩa là 5 tỉnh, gồm có Kon Tum này, Gia Lai này, Đắk Lắk này, Đắk Nông và Lâm Đồng. Thì chúng ta đều biết là khu vực Tây Nguyên này nó có vị trí của nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Ngay kể cả chiến tranh, trong chiến tranh kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì chúng ta đều biết rồi. Ngay kể cả Ngụy này đó, người ta cũng đã đánh giá được cái vị trí Mỹ Ngụy, người ta đánh giá được vị trí chiến lược quan trọng của cái địa thế của địa hình Tây Nguyên, đặc biệt là cái vấn đề các cái quốc lộ nối liền, đúng không ạ, để vào thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh ở miền Nam cũng như là Tây Nam Bộ. Thì chúng ta thấy thế nên là cái vấn đề này là nó có cái vị trí quan trọng, và người ta còn có một cái câu nói đó là nóc nhà Đông Dương đấy, rất là quan trọng người vị trí về trí địa lý là như thế. Thứ hai là gì? Là nó lợi dụng vào cái vấn đề là dân tộc tôn giáo. Thì hôm nay thì ít khi em đề cập đến vấn đề này, nhưng hôm nay em sẽ đề cập. Thì chúng ta thấy rất là rõ là trong các cái khẩu súng mà người cơ quan chức năng và người dân người ta đuổi bắt, người ta đã thu được, thì có một khẩu CKC nó viết chữ đề gài gì đấy, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta theo dõi chúng ta thấy hết chứ không có gì cả. Thì cái âm mưu mà của những cái đối tượng này ấy, thì nó rất là lâu rồi đấy, nó diễn ra nó kéo dài rất là lâu, và trước đây nó cũng đã lợi dụng vào vấn đề dân tộc tôn giáo, nó tuyên truyền, nó kích động để dẫn đến cái mục đích của nó là gì, cái cuộc bạo loạn năm 2004 đấy, là mục đích là nhằm lật đổ chính quyền đấy, trong cái chiến lược diễn biến hòa bình của nó. Thế nhưng nó đã không thành công. Về cái qua cái sự việc đó thì cơ quan chức năng cũng như người dân, cũng không phải tất cả người dân, người đồng bào, người ta đều theo cái sự lôi kéo đó, thì đã phối hợp
rất là tốt các cơ quan chức năng, người dân và các bộ phận, người ta đã giải quyết rất là ổn thỏa cái vấn đề này. Đối tượng nào, đúng không ạ, xử lý là xử lý, đối tượng nào về họp kiểm điểm tại buôn làng, đối tượng nào, đúng không ạ, về giáo dục tại địa phương thì đều có cách xử lý hài hòa phù hợp với tính chất mức độ của những hành vi vi phạm đó. Thì chúng ta thấy rất là rõ, đây là một cái âm mưu rất là lâu rồi. Đấy, là nó mục đích của nó là gì? Nó chỉ có tuyên truyền lôi kéo kích động cái người đồng bào là gì? Đòi ly khai này, tự trị, thành lập một cái nhà nước riêng gọi là nhà nước Đề Ga. Đấy, rồi là vân vân, nó có nhiều cái tên gọi. Rồi nó lợi dụng một vấn đề là tôn giáo. Tôn giáo ở đây là gì? Đó là Tin Lành Đấng Christ. Đúng không ạ? Là nó lôi kéo. Nó lôi kéo nó rồi ly khai. Rồi nó hiện nay trên không gian mạng vẫn còn những cái đối tượng chống phá nhà nước chúng ta, nó chia rẽ cái sự khối đoạn đoàn kết toàn dân tộc ấy, là nó bảo là nó lấy mục đích là người thượng với người kinh, rồi bắt đầu nó bảo là người kinh chiếm đất của người thượng, rồi vân vân và vân vân cả. Thì chúng ta thấy rất là rõ đây là nó lợi dụng vào đấy, nó chia rẽ đồng bào chúng ta ra. Thế nên chính vì thế trên mấy ngày hôm nay chúng ta theo dõi không gian mạng, chúng ta thấy ngay kể cả bác Y Luyện, đúng không? Bác Y Luyện ngày xưa nguyên là bí thư tỉnh ủy của Đắk Lắk, và cái anh con trai của ca sĩ Imon ấy, nghệ sĩ nhân dân Imon mà hát cái bài ơi Marak đấy, là chúng ta thấy anh cũng đã phải viết tâm thư, và chúng ta thấy rất nhiều các cái già làng trường bán người ta đã phải lên tiếng về cái hành động này của nhóm đối tượng này. Người ta lên án rất là gay gắt, bởi vì sao? Bởi vì bao nhiêu năm như thế đấy, đất nước chúng ta hòa bình ổn định, các cái nơi, các cái địa phương, các cái đồng bào trong dân tộc Việt Nam chúng ta sinh sống ổn định hòa bình bao nhiêu năm nay, có ai có sự phân biệt gì đâu, đúng không? Thế nhưng mà nhiều khi đó là các cái đối tượng nó cứ kích động vào đó, nó cho rằng là ở người kinh thế này, người thượng như kia, và còn xuất phát người thượng như thế nào thì chúng ta lại phải quay trở lại thời nhà Nguyễn, thì nó rất là dài dòng. Thế nên là em không có đề cập ở đây đấy, mà cái người thượng là gọi chung nhé, gọi chung với tất cả các đồng bào khác ở vùng cao, người ta gọi là người ở vùng cao, chứ không phải là người ta gọi riêng một cái tộc người nào. Nếu mà đúng là lịch sử dân tộc thì người ta chia thành các tộc người đấy, tộc người này tộc người kia, nhưng mà về ngôn ngữ ai sử dụng đó là dân tộc đấy. Nhưng mà nếu để mà tóm gọn lại dân tộc là dân tộc Việt Nam, còn nếu mà chia ra thì nếu mà gọi là chúng ta để mà phân biệt đấy, từ cái xuất phát từ phong tục tập quán rồi là ngôn ngữ các thứ đấy, thì người ta hay gọi là tộc người. Thế nhưng vì một cái lý lẽ chung thì người ta chuyển sang cái từ mà để cho nó phổ thông hơn, đó người ta là gọi là dân tộc. Thế nó lợi dụng vào đó, nó chia rẽ các cái mối đoàn kết toàn dân tộc, thì chúng ta thấy rất là rõ là nó mục đích của nó, đúng không ạ, là nó hình thành các cái điểm nóng, tạo ra cái sự xung đột ngay ở trong nước để nhằm mục đích là gì, để nó can thiệp đấy. Nếu như mà nó lật đổ chính quyền được thì nó làm, còn không là gì, ví dụ như chúng ta thấy là nó như ở Ukraine chẳng hạn, nó tạo ra một cái cuộc biểu tình bạo loạn, rồi phe phái này phe phái nọ, rồi cuối cùng là lật đổ chính quyền, còn không được á thì nó sẽ can thiệp bằng chính trị quân sự. Nếu mà nó không can thiệp được nữa thì nó cứ tạo ra một cái điều, các cái điểm nóng như vậy để nó hòng là gì, làm cho cái mất cái ổn định cái tình hình an ninh chính trị của Việt Nam chúng ta, để chúng ta không phát triển được. Đấy là cái mà chúng ta thấy được là cái mục đích âm mưu của các đối tượng này như thế. Rồi cái thứ ba ở đây đó thì em đã nói rất là nhiều rồi, các cái đất nước người ta có phát triển được hay không ấy, thì nó xuất phát từ gì, từ cái tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có được đảm bảo hay không, hay chúng ta nói ngắn gọn và dễ hiểu đó là cái môi trường xã hội của chúng ta có ổn định hay không. Thì chúng ta thấy rất là rõ qua cái sự việc ở Cư Quynh, đúng không ạ, ngay cái đêm ngày hôm đó diễn ra vụ việc, đúng không ạ, thì chính quyền địa phương cũng đã có những cái thông báo, những cái khuyến cáo đối với người dân là nên gì, cẩn thận để mà tránh bị các đối tượng nó sát hại. Thì có những clip chúng ta thấy là khi có những người dân, người ta bắt buộc phải đi ra đường, chúng ta thấy đường rất là vắng, các cái cửa hàng, các cái nhà mà người ta kinh doanh nó đâu có liên quan gì đâu, thế nhưng không thể mở ra được thì nó đi thất thu về kinh tế, nó ảnh hưởng rất là lớn. Giống như chúng ta nhìn bây giờ Ukraine đây, nó lấy cái gì để nó phát triển bây giờ, nó ngoài ăn viện trợ ra nó lấy cái gì phát triển, chả làm được cái gì phát triển cả, bởi vì sao, chỗ nào cũng là đang bom rơi đạn lạc, đúng không ạ? Thế thì người ta đi ra đường để người ta thì bị bom rơi đạn lạc người ta chết hay sao? Dĩ nhiên là người ta phải giữ cái tính mạng của mình thì nó không có điều kiện để phát triển. Thì ở đây chúng ta hình dung ra là như vậy, không riêng gì Ukraine mà nhiều nước khác, ngay kể cả Afghanistan bây giờ cũng vậy, đúng không ạ? Người dân thì phải tha phương cầu thực, cứ chỗ này đánh nhau thì lại phải di chuyển sang chỗ kia đấy để giữ mạng sống, rồi sang chỗ kia rồi chỗ kia đánh nhau lại di chuyển sang chỗ nọ. Chúng ta thấy rất người dân chung quy tóm lại là cuối cùng vẫn là người dân phải chịu ảnh hưởng. Mà lúc đó người ta có chia ra dân tộc nào hay tôn giáo nào bị ảnh hưởng hay không? Dạ xin thưa là không. Ở Việt Nam chúng ta đã chịu ảnh hưởng đó,
Đúng ạ, thì toàn dân tộc Việt Nam bị. Anh có theo Thiên Chúa giáo đúng không ạ, Tin Lành đúng không ạ, Phật giáo Hoàng Hảo Cao Đài hay bất kỳ một tôn giáo nào hoạt động một cách hợp pháp ở Việt Nam theo pháp luật quy định thì đều như nhau cả, chứ không thể nói là à lúc này nó diễn ra như thế này thì cái dân tộc người này hay là cái tôn giáo này là anh sẽ được ăn sung mặc sướng, và cái dân tộc kia và cái tôn giáo kia là anh phải chịu đau khổ. Không có, khi nó diễn ra trước đây chúng ta thấy rồi, đất nước Việt Nam chúng ta đã trải qua bao nhiêu cuộc chiến rồi đúng không ạ, có ai không khổ đâu, ai cũng như ai hết, và ai cũng cũng gì ạ, cũng không biết là mình sẽ chết lúc nào bởi bom rơi đạn nào đấy. Chúng ta phải hiểu cái góc độ nó là như thế, chứ không phải như một số thành phần nó chia ra, nó chia ra. Và cái bài này nó áp dụng đúng theo kiểu Pháp ngày xưa nó chia Việt Nam chúng ta làm ba kỳ để nó chia để trị, thì bây giờ nó cũng chia tách đúng không ạ, nó chia tách cái mối đại đoàn kết toàn dân tộc chúng ta ra. Và Bác Hồ chúng ta đã nói rồi, đã khẳng định rất rõ ràng dân tộc Việt Nam là một đúng không ạ, không có sự chia tách ở đây, và khối vẫn là khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chứ không có chia ra là người này hay người kia. Và trong các cuộc kháng chiến chúng ta thấy rất là nhiều đúng không ạ, rất là nhiều những người đồng bào ở Tây Nguyên này đã gì ạ, đã vì theo lý tưởng cách mạng của Đảng, có những anh hùng như anh Hùng Núp chẳng hạn đúng không ạ, chúng ta thấy rất là rõ, chứ không phải là ở đây là chúng ta phải hình dung ra là anh em chúng ta hình dung nó là như vậy. Thế thì qua cái sự việc này đó, chúng ta thấy là rất là rõ là gì, không riêng gì ngày hôm nay mà cái âm mưu của những các cái đối tượng của các cái tổ chức chống phá Việt Nam chúng ta nó kéo dài liên tục và thường xuyên, có nghĩa là gì, nó không bao giờ nó từ bỏ ý định, cái tham vọng của nó là gì, nhằm xóa bỏ cái vai trò lãnh đạo của Đảng và thay đổi thể chế chính trị ở Việt Nam. Về cái vấn đề các cái tổ chức ở đây thì em nói thêm là các cái tổ chức nào là Human Rights Watch hay cái gì đó, nhân quyền hay là tôn giáo gì đó, là em muốn nói ở đây là gì, đầu tiên là các cái tổ chức này nó cứ gọi là cái tổ chức phi chính phủ đúng không ạ, thế nhưng thực ra nó phục vụ lợi ích cho ai thì chúng ta thấy rất là rõ, rất là rõ. Cái vụ việc ở nhà tù Guantanamo sau này bị lộ ra đúng không ạ, từ cái việc cái hình ảnh ấy, mà tra tấn cái người tù, người bị bắt giam mà bằng nằm ngửa ra cái ghế xong rồi đậy cái khăn dội nước lên ấy. Em vẫn nhớ cái hình ảnh đó ám ảnh luôn, cho đến ngày hôm nay cũng chưa thấy một cái tổ chức nào của anh lên tiếng cả. Đúng rồi. Thế thì bây giờ cái người ta có phạm tội hay không á thì các anh phải điều tra, có chứng cứ các anh đưa ra tòa, các anh xét xử, khi tòa tiên đoán người ta có tội và người ta nhận thức được hành vi phạm tội người ta và người ta chấp nhận với cái bản án đó thì lúc đó mới chính xác là người ta có tội, chứ không phải là các anh bắt người ta vào, người ta các anh tra tấn như vậy xong các anh cho rằng có tội rồi sau này có xử lý một vài viên sĩ quan gì đó nhỏ nhỏ thì các anh phải nên nhớ là nếu như chính phủ không không cho phép thì không dám làm, chẳng qua là khi lộ ra rồi thì các anh đưa con tí con tốt ra để thí thôi, để làm dịu dư luận thôi, rồi là cái vấn đề sau đó là nghe lén thông tin thì chúng ta biết rồi, cái vụ mà nghe lén thông tin trong đó có cả tổng thống Angela Merkel của Đức đấy, nó cũng rùm beng một thời gian là chúng ta biết thôi đúng không ạ, thì em không đề cập lại nữa, thì chúng ta thấy rất là rõ. Thì bây giờ hàng ngày ở Mỹ này vẫn đang xả súng này, tôi chả thấy cái thằng nào Human Rights Watch các anh đến các anh đặt vấn đề với chính quyền địa phương hay là về cơ quan tổ chức nào xem tại sao nó lại nổ súng cướp cái sinh mạng Mỹ, người Mỹ như vậy đúng không, không bao giờ có. Tất cả cái vụ việc các anh thấy ở Pháp được vừa rồi không, người ta xuống đường đấy biểu tình ôn hòa đấy, cảnh sát đánh như vật thịt đấy, người ta lôi đi như một là một cái còn không bạn động vật nữa, nói thế cho nhanh. Các anh rất là văn minh, đó là chó mèo các thứ thì anh cưng anh nựng anh bế, nhưng người dân thì các anh đập bằng dùi cui và các anh lôi người ta sành sạch ở giữa đường, cũng chả thấy cái thằng nào nhân quyền nhân kẽo thì các anh đến cả đúng không ạ. Thế thì ở Việt Nam thì các anh lại giống như kiểu cái đám kèn kèn, cứ có vụ việc gì ở Việt Nam là các anh nhảy xô nhảy xách lên, các anh lao vào giống như kiểu là các anh là những người nhiệt huyết lắm vì nhân quyền lắm. Xin thưa với các anh này này, cái vấn đề mà cái vụ việc xảy ra ở Đắk Lắk này là nó thuộc về cái vấn đề là các cái đối tượng nó vi phạm pháp luật Việt Nam, nên các anh phải nhớ như vậy. Một quốc gia của chúng tôi có độc lập chủ quyền thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, có hiến pháp, có pháp luật, có các quy định khác, thậm chí là gì, còn những quy định của các người đồng bào, người ta có quy định riêng nữa, chứ không phải là một quốc gia vô chủ mà các anh thích đến là đến, thích đi là đi, các anh thích ban phát dân chủ nhân quyền là các anh ban phát. Các anh đã từng đến Việt Nam, các anh đã từng ban phát dân chủ nhân quyền cho Việt Nam chúng tôi rồi, chúng tôi biết rồi, cái món quà đấy chúng tôi đã nhận được rồi đúng không ạ,
và nhiều quốc gia đã nhận được rồi. Và cái vấn đề này là công việc nội bộ của Việt Nam. Thế các anh trên tư cách gì, đúng không ạ, trên tư cách gì để các anh cứ xía mỏ vào những cái vấn đề của Việt Nam, trong khi ở Mỹ nó đầy việc rồi đấy, các quốc gia khác đầy việc rồi đấy, các anh có quan tâm được không, các anh có làm hết được chưa, các anh đã xây dựng được cho thế giới này hòa bình chưa, các anh đã đến gần chính phủ Mỹ rồi, chính phủ các nước là bảo thôi các anh bây giờ các anh bỏ hết quân đội đi, bỏ hết vũ khí đi để cho đất nước hòa bình, các anh đã làm được chưa. Các anh nhiều khi thấy các anh ấy, là các cụ Việt Nam hay nói một câu đó là việc nhà thì nhát mà việc chú bác thì siêng, nhưng ở đây là không đúng chỗ, không đúng chỗ, quan tâm không đúng người. Các anh hoạt động trên lĩnh vực dân chủ nhân quyền, các anh đến Việt Nam chúng tôi tìm hiểu, đúng không ạ? Đấy, tìm hiểu xong các anh về các anh viết bài, các anh báo cáo nó đúng sự thực khách quan như vậy, tôi hoàn toàn ủng hộ, hoàn toàn ủng hộ. Hình ảnh đó, đúng không ạ, clip bây giờ đang còn đầy đó, xông vào trụ sở tấn công như thế nào, đúng không ạ, bỏ chạy trốn ra làm sao, rồi là cơ quan chức năng và người dân người ta bắt như thế nào, hình ảnh nó đầy đấy, các anh nhìn vào đấy, đúng không ạ. Rồi nhiều những người, người ta lên trên không gian mạng, người ta viết tâm thư đấy, người ta trao đổi, người ta động viên đấy, các anh tìm hiểu nó về, các anh viết bài ok, các anh đến trực tiếp những nhà đó, các anh hỏi xem là có đúng chồng con các anh thực hiện hành vi như vậy không, về các anh viết cho nó đúng, tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhưng các anh đến với một ý nghĩa để can thiệp vào công việc nội bộ của Việt Nam, đúng không ạ, để mà xuyên tạc đi, nói xấu chính quyền Việt Nam, vấn đề này vấn đề kia, là xin thưa là với cá nhân tôi là công dân Việt Nam, là tôi không bao giờ tôi có thể nói là đối với các anh là tôi giờ tôi mong muốn các anh đặt chân đến Việt Nam, các anh không đủ tư cách và không đủ cái giá trị để đất nước Việt Nam cả. Anh nhớ một cái điều như vậy, đất nước của đẩy sang quốc gia khác để các anh phán xét nó rất là vô lý. Các anh chưa thế mà bên đó. Trung bên Trung hay bị đứt quãng. Dạ, thì về cơ bản là em muốn đề cập đến nội dung là thông qua buổi live ngày hôm nay ấy, thì chúng ta thấy được rõ là cái âm mưu thủ đoạn của các đối tượng này đối với Tây Nguyên nói riêng và Việt Nam chúng ta nói chung là nó rất là rõ ràng rồi, 30 năm qua nó đều vẫn thế, chẳng qua nó chỉ thay đổi về hình thức, quy mô và thậm chí là tính chất ngày càng nó manh động hơn, nó dã man hơn và nó mang tính chất là kiểu là khủng bố nhiều hơn. Đấy là cá nhân em nhìn nhận là như thế. Đồng thời là chúng ta nhìn nhận được là khi mà đất nước chúng ta là không yên bình thì chúng ta không có điều kiện để phát triển, có điều kiện để làm bất kỳ một cái việc gì khác cả, từ phát triển kinh tế cho đến ăn học các kiểu chúng ta đều không có, đúng không ạ. Rồi là cái mối đoàn kết của dân tộc Việt Nam chúng ta nó kéo dài qua rất nhiều thời gian, qua chiều dài lịch sử chứ không phải ngày một ngày hai có. Thế nên là cũng hy vọng là chúng ta không nên có những lời lẽ chia sẻ kích bác chia rẽ hoặc là có sự phân biệt, đặc biệt ở Mỹ là cái vấn đề phân biệt chủng tộc là rõ ràng nhé, nó rất là rõ ràng. Ở Việt Nam chúng ta thì về nếu mà nói không có thì không đúng, vẫn có người có sự phân biệt. Thế nhưng ở đây chúng ta phải khẳng định rõ ràng là cái mối đại đoàn kết dân tộc này là đại đa số chúng ta, đúng không ạ. Rồi cái cuối cùng đó là các cái tổ chức, đúng không ạ, núp bóng dưới cái danh nghĩa là tự do dân chủ nhân quyền đã tiếp cận đến các cái vụ việc ở Việt Nam chúng ta, và đây không phải là vụ việc đầu tiên, rất nhiều vụ việc nó tiếp cận, đúng không ạ. Sau đó nó lấy thông tin như thế nào đó thì chúng ta không nắm được. Cái bài viết, những cái báo cáo nó vu khống, nó xuyên tạc cái tình hình thực sự, nó làm cho gì, tổ chức quốc tế người ta nhìn vào Việt Nam chúng ta bằng cái ánh mắt khác. Đấy, mục đích của nó thì chúng ta thấy rõ rồi chứ không phải là không, đúng không ạ. Thì dĩ nhiên là khách đến nhà thì chúng ta tiếp đón thôi, thế nhưng mà nếu như các anh đến với thiện chí thì chúng tôi tiếp đón các anh bằng cách thiện chí. Còn nếu có cơ hội thì em cũng trực tiếp những cái nhân vật đó, các cái vụ việc thực tế nó diễn ra như vậy ở Mỹ nó có phải là vi phạm nhân quyền hay không, và cái cách xử lý của các anh như thế nào, và các anh đã viết bao nhiêu bài báo cáo về các cái vụ việc đó. Thế nhưng mà rất tiếc là chúng ta không có điều kiện để gặp. Đấy, bởi vì những cái đối tượng này thì thường là nó sẽ đi vào các cái nơi mà bản thân chúng nó là đứng sau chích kích động chia rẽ và nó tạo điều nóng, thế nên là chúng ta không có điều kiện. Và rất rõ ràng là bọn này nó rất là trơ trẽn, rất là trơ trẽn.
cái công việc của quốc gia đó thì nó cho rằng đó là bảo vệ an ninh quốc gia, là duy trì pháp luật. Thậm chí như là các nước xa xôi như Việt Nam chúng ta chả ảnh hưởng gì đến an ninh của nước Mỹ, nó cũng mang bom đạn tao oánh, đúng không ạ? Các nước khác cũng vậy, nó cũng cho rằng là Afghanistan là có thế này có thế kia này, rồi là tài trợ khủng bố gây an ninh cho nước Mỹ, rồi ở Syria cũng vậy, Libya nó cũng cho rằng có vũ khí này vũ khí kia ảnh hưởng đến an ninh quốc gia của nước Mỹ, nó cũng vác quân thành lệnh rõ. Thì cái bản chất của cái bọn này đấy, thì cái gọi là bản chất dân chủ giả cầy này nó lâu rồi. Thì trước đây ấy, thì chúng ta ít tiếp cận thì chúng ta không có nhìn nhận được, thế nhưng ít nhiều thì chúng ta bây giờ chúng ta tiếp cận rất là rõ ràng rồi, các cái vụ việc ở các quốc gia nó diễn ra rất là rõ ràng rồi, và hậu quả để lại đến ngày hôm nay của quốc gia đó như thế nào chúng ta cũng nhìn thấy hiện hữu rồi. Thế nên là chúng ta cũng nên là gì, nên là chúng ta cũng không nên là có những lời lẽ kích bác hay là chửi bới những cái đối tượng đó. Chúng ta cũng có cần có cái dẫn chứng, có cái phản biện cụ thể để chúng ta thấy được là gì, không phải là các anh muốn can thiệp vào đâu là các anh can thiệp. Đặc biệt là gì, Việt Nam chúng ta là một quốc gia có độc lập chủ quyền, không phải là cái nơi là cái chợ mà anh đến muốn đến thì đến, muốn đi thì muốn nói gì nói, đúng không ạ? Đấy là cái mà em muốn chia sẻ cái buổi tối ngày hôm nay. Thì cũng rất tiếc là có thể là do cái sóng nó không được tốt, thì em cái âm thanh nó không được liền mạch và cái comment của mọi người em không đọc được, thế nên cũng rất là tiếc. Thì cũng cảm ơn cô chú anh chị đã tham gia cùng em buổi tối ngày hôm nay.